Riot ra mắt dòng skin mùa đông sau 3 năm, Jilin thoát kiếp con ghẻ. Với chủ đề Phước lành mùa đông, 7 skin vừa được Riot giới thiệu trên máy chủ BBE ngay lập tức được cộng đồng chào đón. Dòng skin với chủ đề mùa đông, Giáng sinh là điều quen thuộc với game thủ Liên Minh nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong 2 năm liên tiếp là 2020-2021 thì lại không xuất hiện. Điều này bắt nguồn từ việc lễ hội tuyết rơi đã không diễn ra trong 2 năm gần nhất mà nhường chỗ cho những sự kiện khác. Và đây được xem là thời điểm thích hợp để mang dòng skin quen thuộc này trở lại. 6 tướng sở hữu skin phước lành mùa đông bao gồm Daina, Zoe, Swain, Shaco, Jilin, Warwick. Trong đấy đáng chú ý, Warwick còn có thêm phiên bản skin hàng hiệu. Dòng skin này vẫn được thiết kế mang đậm phong cách mùa đông với những gam màu xanh lam, trắng, tím được phối vô cùng hài hòa. Bên cạnh đấy là hình ảnh mờ ảo của cực quang cùng những đường nét phức tạp tạo nên sự bí ẩn cho các skin. Ngoài ra, Jilin cũng chính thức thoát kiếp con ghẻ khi lần đầu tiên có skin mới sau hơn 1.000 ngày. Lần gần nhất tướng này có bộ cánh mới là skin bánh ngọt, ra mắt ngày 17 tháng 12 năm 2019. Dự kiến dòng skin mới sẽ được ra mắt cùng lễ hội tuyết rơi trong bản 12.24.